thì mình cũng đã hoàn thành xong phần thi rồi, cũng kiếm được một cái số tiền cũng rất là lớn để gửi tặng đến nhân vật rồi, nên là dù sao thì cũng cảm thấy vui. Tại vì hôm nay thì mọi người nói là được xếp thứ hai sau đội nào đấy, thì mấy anh em cũng cảm thấy đấy thì quyên góp được rất là nhiều tiền, chắc cũng bằng tiền đầu tiên rồi ha. Chị thì chị quan niệm là làm từ thiện không nhất thiết mình phải đi quá xa. Làm với chị thì làm từ thiện mình có thể giúp đỡ những người xung quanh mình, ở trong làng, trong xóm, hay là hàng xóm láng giềng, hay là họ hàng gần xa. Cái đấy cũng được gọi là từ thiện. Hoặc là những người bạn của mình mà họ có những hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ thì tôi nghĩ là cũng là làm từ thiện. Còn mà làm từ thiện là kiểu hành hương này kia thì hôm nay đi với mẹ. Hoặc là trong FC thì mọi người có mỗi một năm tổ chức một lần, cứ đến sinh nhật hương thì mọi người sẽ quyên góp một cái số tiền nào đấy để đi làm từ thiện ở một cái bệnh viện hay là một tổ chức từ thiện nào đấy. Thỉnh thoảng thì chị cũng có đi xe máy cùng với trợ lý này đi, tại vì thật không nghĩ nếu mà phát đồ ăn thì cũng hơi nhiều một buổi tối, mà nếu mà được rất là nhiều các tổ chức phát đồ ăn thì sợ là không